Xin cảm ơn đồng chí Xuân Trường là cựu quân nhân thôn Hoài Nhất với ca khúc Bài Ca Trường Sơn rất tuyệt vời gửi tặng toàn thể quý vị trong hội nghị ngày hôm nay. Và kính thưa các quý vị thân mến, để liên tục với chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy đón nghe ca khúc Nỗi Nhớ Cựu Chiến Binh, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đào Hữu Thi do tập thể cựu chiến binh thôn Hoài Nhất trình bày. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay những cựu chiến binh thường thường như năm tháng ngày xưa hiện về. Gặp lại nhau đây, ai còn ai mất? Để tôi sao xuyên hồi hộp. Không thể là quên những tháng năm cùng nhau chia quang trẻ đàn. Ôi thương đương sao không nhớ tình rồi, gặp nhau hôm nay lòng sao vâng vâng không ai lên lời. Gặp lại hôm nay những cựu chiến binh dù qua năm tháng lòng ta vẫn nặng tình. Gặp lại hôm nay ai còn ai mất? Tôi thương nhớ bồi hồi. Nay đất nước ta bình yên chan hòa lời ca, qua chúng tôi về đây chung tay rừng xây. Trên môi quê hương có dáng hình rồi, thầm niềm hăng say dừng xây quê hương non nước đẹp cho. Ngày xưa hiện về, gặp lại ai đây? Ai còn ai mất? Để lòng tôi thương nhớ bồi hồi. Ôi, những tháng năm mà ta không thể là quên. Những tháng năm cùng nhau chia bom thẻ đàn. Ôi thương đương sao thắm nhớ tình lòng rồi, gặp nhau trong tay nương xưa luôn thương không nói nên lời. Lại hôm nay những cựu chiến binh dù bao năm tháng lòng ta hiện về. Gặp lại hôm nay ai còn ai mất? Để lòng tôi thương nhớ bồi hồi. Nay đất nước ta bình yên chan hòa lời ca, qua chúng tôi về đây chung tay rừng xây. Trên môi quê hương thắm nhớ tình đồng đội, ngày đêm hăng say rừng xây. Gặp đêm thay rừng cây.